hiểu một cách đơn giản stakeholder nghĩa là các bên liên quan đó có thể là một cá nhân một nhóm người hoặc một tổ chức có quan tâm đến hoạt động và sự thành công của một dự án stakeholder có thể bao gồm những nhóm người sau các nhà cung cấp các thành viên nhân viên trong nội bộ khách hàng nhà đầu tư bên ngoài hoặc các cơ quan quản lý việc xác định đúng stakeholder là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của dự án nếu stakeholder không đảm bảo thì dự án của bạn khó có thể thành công vì vậy ngay khi bắt đầu hãy sáng suốt khi lựa chọn những stakeholder tham gia dự án của bạn